Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Thì trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Google Photo để mà lưu trữ hình ảnh và video online, không giới hạn bộ nhớ và hoàn toàn là miễn phí nhé. Như các bạn đã biết thì Google Photo đây là một dịch vụ lưu trữ hình ảnh và video rất là hữu ích. Dịch vụ này sẽ tự động lưu lại tất cả những hình ảnh chụp được hay là video quay được trên điện thoại di động lên hệ thống, lên Google Photo, hoàn toàn là tự động. Có dịch vụ này, bạn sẽ không sợ mất đi những bức ảnh kỷ niệm quý giá. Vì nếu như chẳng may bị mất điện thoại hoặc là điện thoại bị hỏng đột ngột chẳng hạn thì cũng không sao cả. Vì tất cả những hình ảnh của bạn chụp trên điện thoại đã được lưu trên Google rồi, lưu trên mạng rồi. Đó. Các bạn chỉ cần lấy một thiết bị khác đăng nhập vào Google Photo với tài khoản Gmail đó, tức là đăng nhập cùng Gmail đó, là các bạn sẽ có được toàn bộ những hình ảnh trước đó. Đó là như vậy. Và hãy yên tâm rằng là hình ảnh và video lưu trữ riêng tư nhá, người khác sẽ không thấy đâu, trừ khi là các bạn chia sẻ chúng. Các bạn hãy kiểm tra xem điện thoại của các bạn đã có ứng dụng này hay chưa nhá. Đây chính là ứng dụng Photo đây, hoặc là một số điện thoại hiện tiếng Việt thì có thể là hiện là ảnh hay là hình ảnh. Tóm lại các bạn cứ để ý biểu tượng của logo. Thường là các điện thoại đều có sẵn ứng dụng này rồi. Trường hợp mà chưa có thì các bạn cứ vào CH Play hoặc là App Store rồi tìm kiếm với từ khóa là Google Photo là sẽ ra ứng dụng này. Đây chính là ứng dụng này đây. Đó, các bạn hãy cài đặt lên điện thoại là sẽ có thôi. Đây. Đây các bạn nhá, hình ảnh trước giờ của tôi lưu ở đây hết nhá. Rất là nhiều luôn. Các bạn có thể để ý đây, phân theo từng năm đây. Ảnh 2019, 2018, 2017, 2016. Có cả ảnh từ 2014 đây, đó. Tất cả hình ảnh tôi chụp từ 2014 cho đến bây giờ hầu như là được lưu ở trên đây hết. Mặc dù là tôi đã thay đổi điện thoại mấy lần rồi, nhưng mà tất cả hình ảnh chụp từ tất cả những con điện thoại đó đều được tự động lưu ở đây hết. Nhưng mà buồn quá các bạn ạ, hiện tại tôi đã hết bộ nhớ. Đây, chỗ ảnh avatar có dấu chấm than đây. Đây, đã dừng sao lưu, bộ nhớ tài khoản của bạn đã đầy đấy các bạn. Đã dùng hết 100GB đây. Ở đây là tôi còn trả phí cho nên là mới được 100GB ấy. Còn nếu như sử dụng miễn phí thì chỉ được 15GB mà thôi. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Chỉ tôi với. Đừng buồn nữa, anh đẹp trai ơi, để em giúp được không? May quá, có em rồi. Có cách rồi các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ chỉ các bạn cách thiết lập làm sao để mà có thể tự động lưu trữ hình ảnh lên Google Photo. Khi các bạn chụp ảnh xong là hệ thống sẽ tự động lưu ảnh lại và sẽ chỉ cách các bạn có được bộ nhớ không giới hạn giúp các bạn lưu trữ được cả tỷ tỷ hình ảnh và video mà lại không mất đồng nào nhé. Rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần làm như sau. Tôi sẽ trở lại nhé. Rồi, đầu tiên là cần phải làm thế nào để mà hệ thống có thể tự động lưu hình ảnh của chúng ta vào Google Photo. Thì các bạn chỉ cần bật chế độ sao lưu và đồng bộ hóa lên là được. Đầu tiên là các bạn sẽ cần phải đăng nhập vào Google Photo bằng tài khoản Gmail của các bạn nhé. Ở đây là tôi đã đăng nhập sẵn rồi. Rồi các bạn nhấn vào biểu tượng avatar của các bạn ở phía trên màn hình. Sau đó các bạn vào cài đặt photo. Rồi các bạn chọn vào phần sao lưu và đồng bộ hóa. Tại chỗ sao lưu và đồng bộ hóa các bạn bật lên như thế này nhé. Đó, nếu như đang tắt như thế này thì các bạn hãy bật lên. Các bạn chọn tài khoản sao lưu. Đó, sau khi bật lên như thế này thì khi nào mà điện thoại của bạn có hình ảnh và video mới sẽ tự động được tải lên và lưu trên Google Photo. Đó là như vậy. Và các bạn sẽ thiết lập một số cài đặt ở phía dưới này như sau. Đầu tiên đó chính là kích thước tải lên. Thì ở đây sẽ có hai tùy chọn. Một đó chính là chất lượng gốc thì sẽ được sao lưu ở độ phân giải đầy đủ, có nghĩa là sẽ tải lên và lưu trữ với chất lượng gốc của hình ảnh và video luôn. Nhưng mà đối với tùy chọn này các bạn sẽ bị giới hạn bộ nhớ nhé. Cụ thể là các bạn chỉ được sử dụng 15GB miễn phí mà thôi. Sau đó các bạn muốn có thêm thì phải trả phí. Trả phí 45.000 một tháng là các bạn sẽ được 100GB, 69.000 một tháng là các bạn sẽ được 200GB, 225.000 một tháng là các bạn sẽ được 2TB. Đó là đối với trường hợp lưu trữ về chất lượng gốc. Rồi, còn tùy chọn thứ hai đó chính là lưu trữ về chất lượng cao. Đối với tùy chọn này, các bạn sẽ được sử dụng không giới hạn bộ nhớ nhé và hoàn toàn miễn phí nhé. Tuy nhiên thì hình ảnh và video được lưu trữ sẽ không được giữ nguyên chất lượng gốc nhé, mà sẽ bị giảm chất lượng đi, nhưng mà vẫn đảm bảo được chất lượng cao, cho nên các bạn cứ yên tâm. Đây, đối với tùy chọn này, bộ nhớ sẽ không giới hạn và hoàn toàn miễn phí. Và hình ảnh sẽ được nén xuống 16MP. Nếu như hình ảnh có chất lượng cao hơn sẽ được nén xuống như vậy. Video sẽ được nén xuống ở độ phân giải cao. Thì nếu như các bạn muốn có được bộ nhớ không giới hạn mà hoàn toàn miễn phí thì các bạn phải chọn phần chất lượng cao này thôi. Và phải chấp nhận là hình ảnh và video sẽ bị giảm chất lượng, nhưng mà cũng không đáng kể đâu. Cũng rất là nét mà thôi, cho nên các bạn cứ yên tâm đi. Đó, chỉ cần nhấn vào chọn là xong. Các bạn sẽ được sử dụng miễn phí không giới hạn bộ nhớ nhé. Lưu cả triệu cả tỷ hình ảnh cũng không sao nhé. Hoặc là nếu như vẫn còn bộ nhớ thì các bạn có thể cứ chọn chất lượng gốc đi. Khi nào mà đầy bộ nhớ thì các bạn chuyển sang chất lượng cao sau cũng được.
Lúc đó các bạn sẽ làm như sau. Khi hết bộ nhớ thì hình ảnh avatar của các bạn sẽ xuất hiện dấu chấm than như vậy. Các bạn nhấn vào ảnh avatar. Rồi các bạn sẽ thấy đã dừng sao lưu. Khi mà hết bộ nhớ, các bạn hãy nhấn vào thay đổi tùy chọn cài đặt. Rồi cũng tương tự các bạn vào kích thước tải lên. Rồi tại đây các bạn chuyển sang phần chất lượng cao là các bạn sẽ được không giới hạn bộ nhớ lưu trữ nhé. Đó, nói chung là tương tự mà thôi. Rồi, đó chính là về phần kích thước tải lên là như vậy. Phần tiếp theo đó chính là sử dụng dữ liệu di động. Thì tại đây các bạn có thể tùy chọn sử dụng hoặc là không sử dụng mạng dữ liệu di động để mà lưu trữ hình ảnh nhé. Tức là mạng 3G hay là 4G của SIM để mà tải hình ảnh lên. Đầu tiên đó chính là sao lưu ảnh thông qua dữ liệu. Nếu tắt đi như thế này thì hình ảnh và video sẽ không được sao lưu khi mà sử dụng mạng dữ liệu di động nhé. Nhằm tiết kiệm dữ liệu data cho di động, khi nào mà dùng mạng wifi thì hình ảnh mới được sao lưu, đó là như vậy. Còn các bạn bật lên là kể cả sử dụng dữ liệu di động chứ không phải là dùng wifi thì hình ảnh vẫn sẽ được sao lưu, vẫn sẽ được tải lên Google Photo. Thì có thể là tốn dung lượng, tốn tiền 3G, 4G của các bạn. Nói chung cái này tùy các bạn thôi, tùy vào điều kiện của các bạn thôi. Muốn lưu ảnh mọi lúc mọi nơi, không sợ tốn dung lượng data thì các bạn cứ bật lên. Thực ra về hình ảnh thì cũng không tốn nhiều dung lượng mấy đâu. Trừ khi là hàng ngày các bạn chụp ảnh rất nhiều với kích thước lớn thì có thể tốn. Sao lưu video qua dữ liệu thì cũng tương tự thôi. Nhưng mà là đối với video, các bạn bật lên thì sẽ sao lưu cả khi các bạn sử dụng dữ liệu di động. Tắt đi thì chỉ khi nào dùng mạng wifi thì mới sao lưu, đó là như vậy. Về video thì thường là có kích thước rất lớn, sao lưu sẽ tốn rất nhiều dung lượng data. Cho nên là các bạn nên tắt đi nhá, không là tốn tiền lắm đấy. Rồi còn sao lưu khi chuyển vùng thì chuyển vùng ở đây sẽ cho phép bạn sử dụng internet, tức là bắt sóng 3G hoặc là 4G ở nước ngoài hoặc là khu vực nào mà nhà cung cấp di động của bạn không phủ sóng kiểu như vậy. Các bạn sẽ phải trả thêm phí dữ liệu kiểu như vậy. Cái này thì các bạn cũng có thể tắt đi. Rồi phần tiếp theo đó chính là sao lưu thư mục trên thiết bị. Thư mục máy ảnh của bạn sẽ tự động được sao lưu. Hãy chọn các thư mục khác để sao lưu và xem trong tài khoản Google Photo của bạn. Ở đây có nghĩa là đối với thư mục mà lưu hình ảnh của bạn chụp được hay là video mà các bạn quay được trên điện thoại di động thì sẽ tự động được sao lưu rồi, các bạn không cần phải chọn. Ngoài ra thì tại đây các bạn có thể chọn thêm một số thư mục khác để mà sao lưu hình ảnh video từ những thư mục đó. Có nghĩa là các bạn chọn thư mục nào thì khi mà trong thư mục đó có hình ảnh hoặc video mới thì sẽ tự động được tải lên Google Photo. Còn tắt đi như thế này thì đối với những hình ảnh và video trong những thư mục này sẽ không được sao lưu trên Google Photo, đó là như vậy. Còn đối với hình ảnh mà các bạn chụp được hay là video các bạn quay được thì sẽ lưu trong thư mục máy ảnh rồi và tự động được sao lưu rồi, không cần tùy chọn ở đây mà cũng không có chỗ để mà tùy chọn, đó như vậy thôi. Rồi ok, chỉ như vậy thôi. Lúc này sau khi các bạn thiết lập xong, khi nào mà điện thoại của các bạn chụp được ảnh mới hoặc là quay được video mới sẽ tự động được lưu tại đây. Nếu các bạn chọn sao lưu với chất lượng cao thì sẽ được sao lưu với bộ nhớ không giới hạn. Rồi ok, chỉ như vậy thôi. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Nếu thấy hữu ích thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để theo dõi video mới nhất từ kênh Sơn Gym nhá. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.